Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một sản phẩm, đó là bộ cảm biến tốc độ gió. Sản phẩm này bao gồm một cái cảm biến 3 cánh quạt. Một dây cáp với một đầu là 4 dây và một đầu còn lại là phích cắm. Một Arduino để điều khiển. Và một sợi cáp để kết nối máy tính và Arduino. Bây giờ hãy cùng N6 tiến hành test bộ sản phẩm này nhé. Đây là đầu cáp 4 dây của nó. Ta tiến hành lắp dây theo sơ đồ bên phải. Đầu còn lại của sợi cáp, ta gắn phích cắm vào cảm biến. Bước tiếp theo, ta kết nối Arduino với máy tính. Ok, đèn điện bao Arduino đã sáng, chứng tỏ nó là được kết nối với máy tính. Bây giờ công việc còn lại là đổ chương trình vào. Vì mình đang test trong nhà nên không có gió, vì vậy mình sẽ dùng tay tạo động lực cho cảm biến gió qua nhé. Và đây là kết quả được trả về, đó là điện áp đầu ra và tốc độ gió. Video đến đây là kết thúc. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy mạnh dạn bình luận phía bên dưới nhé.